Thủy may mắn xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị thân mến, quý vị có đồng ý với tôi rằng giấc ngủ là việc làm quan trọng mà mỗi người nên làm để lấy lại năng lượng sau một ngày mệt mỏi căng thẳng không ạ? Và để có được một giấc ngủ ngon thì giường ngủ và khu vực xung quanh giường ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Giường ngủ được xem là vị trí quan trọng nhất trong phòng ngủ của mỗi gia đình. Đây là nơi chúng ta dành thời gian để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Vì thế không gian xung quanh giường cần phải thoáng đãng, sạch sẽ. Ngoài cấm kỵ phong thủy về việc không được để quá nhiều đồ vật dưới gầm giường nhằm tránh những ám khí có hại cho sức khỏe con người, thì đầu giường cũng là vị trí cần lưu ý. Có những thứ không nên đặt ở đầu giường nếu không muốn sức khỏe giảm sút. Cụ thể đó là gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Một số người thì thường hay bị mất ngủ, bị bệnh tật liên miên. Khi đi khám bác sĩ thì cũng không tìm ra được căn nguyên. Gặp trường hợp này thì bạn cần phải kiểm tra đầu giường của mình khi kê đầu giường có phạm phải những điều cấm kỵ sau đây hay không. Chậu cây xanh. Nếu trong nhà bạn đặt cây xanh thì là điều vô cùng tốt, bởi cây xanh giúp điều hòa không khí trong nhà. Nhưng nếu bạn đặt cây xanh ở đầu giường khi ngủ thì nó sẽ thải ra khí CO2 độc hại, hút lại oxy. Khi đặt cây xanh như vậy thì bạn có bị khó thở, không ngủ được, thiếu oxy nên cơ thể mệt mỏi dai dẳng. Không những thế thì nhiều vi khuẩn, nấm mốc, sâu bọ ẩn nấp trong cây xanh có thể khiến cho gia chủ dễ bị nhiễm bệnh đường hô hấp, bị dị ứng. Kỵ đầu giường có gương. Phòng ngủ vốn là khu vực riêng tư dùng để nghỉ ngơi, phục hồi tinh thần và sức khỏe. Trong đó, chiếc giường ngủ là vật dụng chính giúp con người yên giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tuy nói là nơi ngủ, nghỉ nhưng vẫn cần phải có rất nhiều người chăm chút đến cả vẻ mỹ quan và thậm chí tạo thêm điểm nhấn đặc biệt cho nơi này. Song dù vì lý do tiện lợi trong sinh hoạt hay là để trang trí làm đẹp thì không gian, bạn cũng cần nên tránh gắn gương hay là bất cứ vật gì bằng pha lê, thủy tinh phía đầu giường ngủ. Bởi vì những vật này đều thuộc tính hàn, không có lợi để gần nơi nghỉ ngơi. Ngoài ra, nếu phía đầu giường có gương hay là pha lê sẽ phản chiếu hình ảnh con người trên giường, cũng chính là nhân phách, nó khiến bạn luôn cảm thấy bất an, dễ bị giật mình và còn khiến giấc ngủ không an định. Ban ngày thì tinh thần uể oải, về lâu dài tất sẽ ảnh hưởng đến cả tâm sinh lý con người. Tượng Phật thần. Từ góc độ tín ngưỡng và sự tôn kính lễ giáo thì đặt tượng thần Phật ở đầu giường ngủ là điều đại kỵ. Bên cạnh đó thì phong thủy học cũng nhấn mạnh rằng đặt những thứ này ở nơi đầu giường được coi là cách cất giấu tài lộc may mắn, khiến cho công danh sự nghiệp của bạn luôn chỉ ở mức trung bình, khó có thể thăng tiến được. Dao kéo. Dao kéo là vật sắc nhọn làm bằng kim loại nên sát khí rất nặng. Đặt chúng ở đầu giường sẽ khiến cho gia chủ khi ngủ vào ban đêm dễ bị đau đầu, mơ linh tinh, thậm chí là bị thương nếu vô ý đụng vào. Có thể bạn đặt chúng ở đó để đề phòng kẻ gian, nhưng nó có thể khiến cho cơ thể bị suy yếu và gặp xui xẻo trong công việc. Di ảnh người quá cố. Theo phong thủy học thì không để di ảnh người đã mất ở đầu giường, dù bạn có tiếc thương người đó rất nhiều vì dễ bị bóng đè, mộng mị, không tốt cho sức khỏe và giấc ngủ. Để tiện cho việc thờ phụng cúng bái chủ nhà nên đặt di ảnh của người quá cố ở một nơi an tịnh, sạch sẽ trong phòng khách, radio và các thiết bị điện khác. Bất kỳ thiết bị điện nào cũng nên đặt cách xa giường ngủ. Một số thiết bị điện tuy thể tích nhỏ nhưng lượng bức xạ lại không thể coi nhẹ. Ví dụ như radio, bộ sạc điện thoại di động, đèn diệt muỗi nhỏ. Nếu bạn thực sự cần chúng thì hãy nhớ tốt nhất là đặt chúng ở góc tường cách xa giường ngủ. Ổ điện phải cách xa đầu giường ít nhất là 2 mét. Nếu không thì cắm điện bức xạ lớn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài cấm kỵ phong thủy về việc không được đặt nhiều đồ ở dưới gầm giường nhằm tránh những ám khí có hại cho sức khỏe con người thì đầu giường cũng là vị trí cần lưu ý. Đồng hồ báo thức. Nhiều người thường có thói quen để đồng hồ báo thức ở ngay trên đầu giường để thuận tiện có thể với tay tắt đồng hồ khi muốn ngủ nướng thêm vài phút. Tuy nhiên, nếu thường xuyên bị đồng hồ báo thức làm giật mình sẽ dẫn đến căng thẳng mãn tính, gây ra nhiều vấn đề như là huyết áp cao, giảm chất lượng giấc ngủ và bị ức chế thần kinh. Vì vậy, chuyên gia phong thủy khuyên bạn nên để đồng hồ báo thức cách giường ít nhất là 1,8 mét. Đầu giường kỵ chống không. Thứ nhất, đầu giường ngủ không nên đặt ngay giữa phòng ngủ, bởi vì như thế nghĩa là bốn mặt chiếc giường đều là khoảng trống, khiến cho con người có cảm giác trông chênh, bất an, thiếu điểm tựa. Khi ngủ sẽ không có cảm giác an toàn và ngủ không ngon giấc, dễ giật mình.
Tốt nhất thì giường ngủ nên có hai mặt kê gần tường, hoặc ít nhất là đầu giường phải có vách tường hay là mặt phẳng vững chãi nào đó để là điểm tựa. Ngoài ra thì nơi tàng phong tụ khí nhất trong phòng ngủ chính là góc phòng, rất thích hợp kê giường ở đây, giúp ích cho vận thế của chủ nhân. Nếu không thể kê đầu giường sát tường thì bạn có thể thiết kế một giá sách để hóa giải cảm giác trống rỗng. Nhưng nhớ phía trên kệ sách phải gọn gàng sạch sẽ, không đặt đồ đạc lung tung. Đầu và đuôi giường kỵ sát cửa sổ. Ngoài việc không để chống ở phía đầu giường, còn phải đảm bảo đầu giường và đuôi giường không quá gần hoặc là quá sát đối diện cửa sổ. Cửa sổ là nơi khí lưu thông trực tiếp vào phòng, trong đó có cả những trường khí tốt lẫn xấu, tà khí. Nếu đầu và đuôi giường đặt quá gần cửa sổ sẽ bất lợi cho sức khỏe của vận thế chủ nhân. Con người nghỉ ngơi ở đây dễ bị căng thẳng thần kinh, khó ngủ, dễ gặp ác mộng. Nếu phạm phải lỗi trong phong thủy này thì không thể di chuyển vị trí giường ngủ, bạn cần lắp rèm cửa dày để hóa giải bớt sát khí. Đầu giường kỵ đối diện cửa chính. Nếu đầu giường hướng ra thẳng cửa chính phòng ngủ thì không gian này không có cái gọi là riêng tư cần thiết, cho dù có khép cửa đi chăng nữa. Mặt khác, khi nghỉ ngơi mà phần đầu quay ngược lại với cửa chính, không nhìn thấy được cửa thì cơ bản tâm lý sẽ sinh cảm giác bất an, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Chưa kể lâu ngày những khí lưu từ cửa xông thẳng vào đầu giường còn gây cho đau đầu, nhiều bệnh tật khác. Các thiết kế nội thất trong phòng ngủ luôn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, hạnh phúc của chính chủ nhân ngôi nhà. Một nơi nghỉ ngơi hợp phong thủy sẽ mang đến tài lộc, hạnh phúc và thịnh vượng. Ngược lại, nếu phạm phải những điều đại kỵ, gia đình sẽ gặp phải thị phi, ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe của con người. Từ xưa đến nay thì việc bày trí thiết kế phòng ngủ luôn được nhiều người quan tâm và coi trọng. Chúng được các chuyên gia nghiên cứu, bàn luận nhằm đưa ra những giải pháp khắc phục cũng như là những điều cần tránh trong phong thủy phòng ngủ. Vậy nên đặt vật gì trong phòng ngủ để gia đình may mắn, sức khỏe bình an? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu ngay sau đây. Phong thủy phòng ngủ có liên quan mật thiết đến sức khỏe và vận khí của chủ nhân. Tiêu chí một phòng ngủ tốt là càng tối giản càng tốt. Phòng ngủ phải luôn đảm bảo gọn gàng, ngăn nắp. Ánh sáng trong phòng ngủ cần ấm dịu, tránh những màu nóng hoặc là quá gắt sẽ khiến tính tình nóng nảy cục cằn. Phòng ngủ không được quá chật hẹp, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông gió. Phòng ngủ tốt nhất không nên lắp gương ở đầu giường và cần kê đúng hướng phong thủy để tốt cho gia chủ về sức khỏe, lợi cho tài vận. Đầu giường nên kê về phía thiên y theo bản mệnh của chủ nhân. Ngoài ra, để nạp phúc chiêu tài, thúc vượng sức khỏe, có thể đặt thêm các vật phẩm phong thủy sau trong phòng ngủ. Đặt hồ lô phong thủy. Hồ lô đặt trong phòng ngủ giúp hóa giải bệnh tật, tăng cường sức khỏe. Có thể dùng 3 quả hồ lô cũ thì dáng đẹp, bên ngoài nhẵn bóng. Trong đó có một quả lớn nhất, dùng dây thừng buộc rồi treo ở đầu giường hoặc các vị. Hồ lô đặt trong phòng ngủ có tác dụng thúc vượng sự hòa hợp trong gia đình, tăng cường tình cảm vợ chồng. Có thể đặt quả hồ lô bằng đồng hoặc là bằng gỗ ở đầu giường hoặc trong vị trí cắt tường trong phong thủy nhà ở là được. Hồ lô đặt ở đây có thể tăng phúc phần, có lợi cho tài vận. Có thể dùng 1 đến 2 hoặc là 3 đến 5 quả treo ở vị trí cắt tường. Đặt tiền cổ. Tiền cổ ngũ hành thuộc kim cho nên có thể đặt ở trong phòng ngủ để tăng thêm khí trường cho căn phòng. Ngoài ra còn có tác dụng chiêu tài nạp bảo. Dùng tiền cổ đặt trong phòng ngủ có thể trấn trạch hóa sát, vượng tài, phòng tiểu nhân cầu phúc, trừ tai ách cho gia đình. Các loại tiền xu phong thủy và tác dụng của nó. Tiền xu mai hoa năm cánh liền, mai hoa kim tiền. Trong số các loại tiền xu phong thủy, tiền mai hoa có 5 cánh tượng trưng cho ngũ hành, là vật chuyên dùng để trấn yểm hung khí, đem lại sự thịnh vượng về tài lộc. Bày tiền mai hoa trên bàn, trong phòng khách, văn phòng, cửa hàng là hợp theo phong thủy kinh doanh, giúp tăng tài khí. Hoặc cũng có thể bày tiền mai hoa trên bàn thờ, trên kép bạc, treo ở cửa ra vào, nơi các cát tinh, lục bạch, diên niên, sinh khí phối chiếu để gia tăng tiền tài. Chú ý, cực kỳ kiêng kỵ đặt tiền mai hoa trong nhà vệ sinh, nơi ẩm thấp trong phòng ngủ, nơi các hung tinh thất xích, lục sát, tuyệt mệnh phối chiếu. Tiền xu hoa mai 10 cánh rời, mai hoa thập toàn. Đồng tiền có 10 cánh nhỏ được thắt từ 10 đồng xu nhỏ, ở giữa là 2 đồng xu lớn hai mặt. Nhìn giống bông hoa mai, có tác dụng rất lớn trong con đường công danh sự nghiệp, góp phần làm thăng quan tiến chức và hóa giải kẻ tiểu nhân ám hại. Tiền xu bát quái.
Trong phong thủy thì tiền xu in hình bát quái là một trong những vật phẩm cơ bản để chế ước và hóa giải những cấm kỵ phạm phải. Đây là biểu tượng của sự giàu có, phát mạnh về tài lộc. Tiền hình tròn tượng trưng cho trời, ở giữa có lỗ vuông tượng trưng cho đất. Trên đồng tiền có in hình bát quái thể hiện đạo lý thiên địa nhân, tượng trưng tất tạo phúc đức và hưởng phú quý. Tiền xu tam tài, thiên địa nhân, sâu ba đồng xu. Số 3 tượng trưng cho thiên địa nhân, thiên thời địa lợi nhân hòa, tức là mang đến những điều tốt, là biểu tượng cho sự thịnh vượng cát lành. Tiền xu phúc tinh, chiêu tài. Trên tiền xu có hình con rơi. Trong tiếng Trung Quốc, từ rơi đồng âm với từ phúc, chính vì vậy rơi còn gọi là phúc thử, trở thành con vật tượng trưng cho sự cát tường. Con rơi gắn với đồng tiền là hình ảnh dẫn phúc chiêu tài, dùng hóa giải các sao xấu, mang lại sự may mắn. Tiền xu ngũ đế, sâu 5 đồng xu. Tiền xu ngũ đế là 5 đồng tiền cổ của 5 vị hoàng đế cường thịnh nhất triều đại nhà Thanh, đó là Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long và Gia Khánh. Theo phong thủy thì các đồng tiền của thời đại cường thịnh thì khí trường của nó rất là mạnh, vì thế nó sẽ tăng cường tài vận rất tốt. Tiền xu lục đế là 6 đồng tiền cổ của 6 vị hoàng đế cường thịnh nhất triều đại nhà Thanh, đó là Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh và Đạo Quang, tác dụng tương tự như là tiền xu ngũ đế. Tiền xu bát bạch, sâu 8 đồng xu. Số 8 tượng trưng cho sao bát bạch rất vượng khí, có tác dụng phát huy thổ khí trong vận 8 từ năm 2004 đến năm 2023, tức là sự thịnh vượng và phát triển, hoạnh phát về tài lộc. Tiền xu cửu kỳ, sâu 9 đồng xu. 9 đồng tiền đi với nhau thì hình thành cát khí, do số 9 vốn là biểu tượng của Thái, tức sự thịnh vượng tối đa, sự bắt đầu một chu kỳ mới. Cát khí của nó không những làm gia tăng của cải tài lộc mà còn đem lại nhiều may mắn cho công danh sự nghiệp, giải trừ tai họa. Ngoài ra thì số 9 trong tiếng Hán Việt phát âm là cửu, thuộc cặp từ vĩnh cửu, thể hiện sự trường tồn dài lâu. Sử dụng tiền xu phong thủy kích hoạt may mắn và thịnh vượng. Có rất nhiều cách để sử dụng các đồng xu nhằm tăng cường sự giàu có về phong thủy cho ngôi nhà hoặc là việc kinh doanh của gia chủ. Bạn có thể buộc chúng thành các nhóm 3, 6, 9 đồng xu với sợi dây đỏ và hướng mặt có chữ lên trên để kích hoạt tia năng lượng từ chúng. Dưới đây là những cách sử dụng tiền xu phong thủy phổ biến. Đặt đồng xu dưới thảm. Người xưa quan niệm rằng bước đi trên tiền luôn hướng đến sự may mắn tốt lành. Vì vậy, mỗi khi làm nhà đến giai đoạn hoàn thiện, người ta thường chôn các đồng tiền cổ xuống nền nhà và bậc ra vào cửa chính. Đây chính là ứng dụng quy luật thổ sinh kim, với mong muốn vùng đất của căn nhà mình ở sẽ ngày càng sinh sôi nhiều củ cải. Nếu căn nhà của bạn chưa có điều này, có thể đặt đồng xu may mắn dưới tấm thảm bên trong lối vào nhà, vẫn có tác dụng chiêu tài rất tốt. Đặt đồng xu bên cạnh những thiết bị di động. Để mang lại sự may mắn, bạn có thể đặt đồng xu dưới điện thoại, gắn chúng vào mặt sau chiếc điện thoại di động hoặc là để chúng trong hộp đựng điện thoại di động của bạn. Có quan niệm cho rằng tiền xu sẽ hóa giải những bức xạ phát ra từ thiết bị di động, từ đó xua đi nguồn năng lượng tiêu cực, các nguồn năng lượng tích cực sẽ dễ dàng tụ lại, có lợi cho sức khỏe, cả tài lộc của chủ nhân. Đặt chăn ga gối có chất liệu tốt. Giường, chăn, ga là những đồ dùng không thể thiếu. Trước hết thì cần lưu ý chọn những chăn ga đẹp với chất liệu mềm mại, ít hoa văn, không gây rối mắt, màu sắc nhẹ nhàng, tạo cảm giác hài hòa, sẽ khiến cho gia chủ ngủ ngon hơn. Ngoài ra thì giường không nên quá cứng và chân giường không quá nhẹ. Gối và nệm không phù hợp thì dẫn đến các bệnh về cột sống mà nhiều người hay gặp phải. Chăn quá nặng sẽ ảnh hưởng đến hô hấp, đặc biệt là vào mùa đông. Đặt những loại cây giúp ngủ ngon hơn. Cây lưỡi hổ. Cây lưỡi hổ còn có tên gọi là hổ vĩ hay là hổ thiệt, là những loại cây mọng nước có sức sống bền bỉ, chịu nắng, chịu khô và chịu hạn tốt nhất, có thể sống trong điều kiện thiếu ánh sáng lâu dài. Cây lưỡi hổ có khả năng thanh lọc không khí, hấp thụ chất ô nhiễm, cải thiện tâm trạng và hấp thụ độc tố gây ung thư. Ban đêm, cây hấp thụ CO2 và thả O2. Đây là quá trình đảo ngược quá trình này ở cây. Bạn nên đặt cây này trong phòng ngủ để gia đình có giấc ngủ ngon lành. Cây oải hương. Cây oải hương là loại cây bụi thường niên có mùi thơm nồng, xuất xứ từ vùng Địa Trung Hải, là loại thảo mộc được ứng dụng rộng rãi.
Oải hương có tác dụng đuổi côn trùng, giúp tinh thần thoải mái, đặc biệt khi đặt trong tủ quần áo thì có thể lưu giữ được mùi hương đến vài tháng, rất thích hợp cho mùa hè. Là một trong những liệu pháp tự nhiên cho người khó ngủ, giảm lo lắng. Hoa oải hương còn được sử dụng để điều chế nước hoa, xà phòng, dầu gội. Cây lô hội hay còn gọi là nha đam là một trong những loại cây công dụng nhất trong cuộc sống, có đặc tính phát triển mạnh, chịu được khô nóng và ưa ánh sáng. Cây hấp thụ tốt khí CO2 và nhả khí oxy về đêm nên thích hợp đặt trong phòng ngủ hay là phòng làm việc. Đặc biệt khi hàm lượng hóa chất độc hại ở mức cao thì thân cây sẽ xuất hiện đốm nâu, giúp cho chủ nhân đoán được chất lượng không khí để có biện pháp kịp thời. Đặt những loại quả giúp dễ ngủ, quả cam. Nếu bạn cảm thấy khó ngủ, khó chịu vào ban đêm thì hãy đặt một quả cam đã bóc vỏ trên đầu giường. Mùi thơm của cam sẽ khiến bạn dễ ngủ, nó cũng làm dịu tâm trí. Ngoài ra màu sắc sáng của cam sẽ làm cho mọi người cảm giác cảm thấy ấm áp. Quả bưởi, sau khi gọt vỏ bưởi đừng vứt vỏ bưởi đi. Nó có tác dụng làm dịu dây thần kinh. Đặt vỏ bưởi trên bàn cạnh giường ngủ, hương thơm có thể điều chỉnh các dây thần kinh não để giảm mệt mỏi, thư giãn cho cơ thể. Đồng thời thì mùi thơm của hương bưởi cũng đẩy nhanh quá trình giải độc. Quả táo cũng có mùi thơm mạnh, cũng có thể làm dịu các dây thần kinh của con người. Đặt táo trên bàn cạnh giường trước khi đi ngủ có thể giúp bạn chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Mua sắm các vật dụng ngủ theo đôi cặp. Các chuyên gia khuyên rằng ngay cả khi bạn sống độc thân, bạn cũng nên mua sắm các vật dụng trong phòng ngủ của mình theo đôi, hai chiếc gối. Trong khoa học phong thủy thì việc này có thể thúc đẩy năng lượng tốt về cuộc sống của bạn. Quý vị thân mến, nếu phòng khách là bộ mặt ngôi nhà thì phòng ngủ lại là nơi phục hồi năng lượng cho bạn. Do đó bạn tuyệt đối không dễ dãi trong việc thiết kế phòng ngủ với những quy tắc vàng đơn thức. Do đó, bạn tuyệt đối không dễ dãi trong việc thiết kế phòng ngủ với những quy tắc vàng thiết thực mà chúng ta vừa giới thiệu. Bạn có thể cải thiện giấc ngủ của bạn một cách dễ dàng, hiệu quả. Hãy để không gian của phòng ngủ luôn gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Khi đó chắc chắn quý vị sẽ có một giấc ngủ ngon và thoải mái, sẵn sàng cho một ngày làm việc tràn đầy năng lượng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị một ngày mới dồi dào sức khỏe, gia đình gặp nhiều may mắn, phúc lộc, an khang.